Đài Nguyễn xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ vào bếp để làm cái món là lẩu đầu cá hồi. Đây là hai cái đầu cá mình đã sơ chế qua muối và nước giấm. Rất là sạch rồi, bây giờ mình chỉ cần ướp. Hai cái đầu cá này mình sẽ ướp chicken broth. Mình ướp sơ đi, đặng hồi nữa mình chiên để nó khỏi bị tanh. Thì mình rửa giấm với lại muối thì nó không còn tanh nữa quý vị, rửa sạch cái nhớt của nó rồi. Nó rất là thơm. Và mình cho vào đây một tí xíu tiêu. Lẩu đầu cá hồi này ăn là tốt lắm quý vị. Mình sẽ ướp sơ đi trong vòng 20 phút, xong rồi mình chiên. Mình chiên sơ xong rồi mình nấu nấu cái này nó cũng nhanh lắm. Mình sẽ nấu cùng với lại cái măng chua này nè quý vị. Đó, măng chua. Mình ướp chỉ có bột chicken broth với lại tiêu thôi. Không có đường, tại mình sợ bỏ đường vô nó cháy, thành ra mình cứ ướp như vậy. Để cái cá này mình ướp khoảng 20 phút đi, mình đi làm những cái loại rau rồi này kia nọ đi. Rồi mình trở lại mình sẽ nấu cái lẩu này ha. Quý vị sẽ cùng mình vào bếp nha. Quý vị ơi, cái nước dùng của mình bây giờ mình đã hầm, nãy giờ cũng hơn cả tiếng hồ mình hầm ra cái nước ngọt ngon này. Mình sẽ lấy cái nước hầm này mình nấu lẩu cá. Đây là đầu cá khoảng cỡ 1 kg á. Mình ướp hồi nãy giờ 20 phút rồi. Còn ở đây cái măng chua mình sẽ rửa lại 3-4 nước cho nó sạch. Mình chỉ lấy cái măng thôi, còn cái nước chua mình đổ đi ha. Cà chua này 3 trái, mình đã cắt muối cao, mua thật là đỏ để ra cái màu cho nó đẹp. Và đây hành và tỏi. Bây giờ mình đổ dầu vô mình chiên cá nha quý vị. Cái phần tỏi hành đó mình cho vào một nửa thôi. Đây là 3 lít nước dùng để mình chiên cá, xong mình sẽ bỏ vào mình nấu. Tùy quý vị ha, mình muốn nấu nhiều nước thì đổ thêm 4 lít, còn đây mình nấu cho hai người ăn thôi, thành ra mình nấu 3 lít. Hành tỏi bắt đầu vàng nè. Rồi cái chảo dầu của mình nóng lên đây nè. Để lửa lớn chiên nha quý vị. Cái nước này mình đổ đi, mình sẽ bỏ vô. Nó vàng như vậy là mình trở qua nè. Vàng sơ vậy thôi, mình không cần phải chín đâu. Để giữ được cái dầu cá omega 3 trong cái cá hồi rất là nhiều. Cho nên mình chỉ chiên sơ như vậy thôi rồi mình trở qua. Để lửa cao mình chiên khoảng chừng 5 phút thôi. Bỏ hết cái hành với cái tỏi hồi nãy vô cho nó thơm. Lấy đổ dầu ra hết, mình để chút xíu thôi để mình xào cà. Rồi nước dùng bắt đầu mình nấu nha quý vị. Cái tỏi nó vàng mình đổ cà chua vô. Mình cho vào đây 1/3 muỗng canh bột nêm. Nửa muỗng canh đường. Mình tao cái cà chua này cho nó ra cái màu cho nó đẹp nè quý vị. Cái măng chua này mình xào chung ha. Cho vào đây 3 trái ớt thôi quý vị ha. Và nó sôi lên mình vớt bọt ha. Nước rất là trong ha quý vị.
Tại cái nước dùng mình nấu nó trong lắm. Bây giờ mình chỉ là mình để cho nó sôi bồng lên, mình vớt bọt xong mình đó, cái cá sôi mà nước vẫn trong thấy quý vị. Cà với lại măng á mình xào sơ rồi, bây giờ mình sẽ đổ qua cái nồi cá này luôn. Mình nấu khoảng cỡ này 5 phút nữa cho nó ra cái nước chua nè. Vớt cái bọt. Để mình nêm nếm thử lại coi như thế nào rồi mình hãy gia giảm. Nhìn lẩu cá hấp dẫn ha. Mình nếm thử nha quý vị. Nó vừa ăn lắm quý vị ơi, tại vì mình gia vị chung với mấy cái đồ mà mình nấu đó, với lại cái nước dùng này mình cũng đã nêm sơ rồi. Thì nó vừa ăn. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái đầu hành này vô. Cần tây. Mình cũng bỏ cần tây vô luôn. Còn cái lá thì hồi mình bỏ sau lên, cái cần đấy mình bỏ vô để cho nó chín thì nó cũng rất là nhanh. Quý vị ơi, bây giờ mình ăn với bún nha, bún mà mình hâm nóng rồi ha, đừng có để nguội thì nó làm nguội cái nước cá của mình. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây, hành, lại mấy cái lá cần tây nè. Tại cái này mình ăn sống được á, thành ra mình cứ bỏ vào đây xong rồi. Bây giờ mình sẽ múc qua đây miếng cà chua, măng. Mình rất là thích ăn măng chua. Bỏ lên đây tí tí xíu. Bỏ tí ngò. Gấp cái đầu cá ra đây. Thưởng thức. Quý vị ơi, mình đã hoàn thành xong cái món lẩu đầu cá hồi nấu chua. Mời quý vị cùng thưởng thức với mình cái món này nha, xem có ngon không. Rất là hấp dẫn luôn quý vị ơi. Đầu cá hồi của mình đang bốc khói. Đây là mắm mặn, mình sẽ ăn với mắm với lại ớt dầm mắm mặn thôi, không cần phải pha. Rồi bún, đây tô bún của mình nè quý vị ơi, hấp dẫn chưa? Mời quý vị cùng thưởng thức với mình nha. Rất là ngon quý vị, măng chua vừa ăn vô cùng, không cần phải nêm thêm cái gì nữa hết, rất là ngon. Cá hồi này nó béo lắm quý vị ơi, cái đầu của nó béo vô cùng. Mình ăn cái cá hồi này á, nó có dầu cá trong này omega 3 tốt cho sức khỏe. Mời quý vị. Hấp dẫn vô cùng quý vị ơi. Cái đầu cá này nó béo quá. Cái món này nấu cũng đơn giản lắm quý vị. Nếu mà kích thích vị giác của quý vị thì mình nấu cho gia đình mình cùng thưởng thức cái món này nha. Lẩu đầu cá nấu chua. Đơn giản dễ làm mà ăn nó là chất lượng, bổ cho sức khỏe. Béo quá béo. Mà nấu kiểu này nó không có tanh nha quý vị nha. Ngon quá quý vị, mình no rồi. Mình ăn cái đầu ở bên ngoài, cái da của nó béo cực kỳ luôn quý vị. Thích lắm. Béo lắm. Béo mà cho nên mình mau ngán. Nếu mà cái món này cái thích vị giác của quý vị thì mình nấu cho gia đình mình thưởng thức cái món này nha. Hôm nay mình không cần phải bổ sung omega 3, mình ăn cái món này từ sáng đến tối là mình đủ cái omega 3 ngày hôm nay, không cần phải bổ sung.
Video của mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở một cái video mới. Xin thân ái mến chào.